việc nhóm, Zalo tu, do, Zalo vừa tung ra tính năng tu du trên phiên bản máy tính, phục vụ cho các hoạt động làm việc nhóm. Các tiện ích mà Zalo tu du cung cấp cho người dùng gồm phân công công việc cho một hoặc nhiều thành viên trong nhóm, quản lý tiến độ, theo dõi trạng thái hoàn thành, yêu cầu báo cáo nhanh, nhắc nhở deadline, thời gian hoàn thành. Khi nhấn vào biểu tượng thêm việc trên thanh công cụ, cửa sổ giao công việc mới hiện ra với các trường thông tin cần thiết như tiêu đề, nội dung, người được giao việc, thời hạn. Zalo cũng cho phép nhắc nhở các thành viên cập nhật nhanh tiến độ mà không cần gõ trực tiếp vào nhóm chat, giúp quản lý nhóm tốt hơn và tiết kiệm khá nhiều thời gian. Các phần phân chia công việc được tổng hợp lại thành một danh sách và thể hiện ở một khu vực riêng để người dùng có thể theo dõi. Trong danh sách này, các việc chưa được hoàn thành sẽ được tách ra một cột riêng, tiện cho quản lý. Ngoài ra, đầu cửa sổ nhóm chat, Zalo cũng ghim một thông báo cho biết các phần việc chưa hoàn thành để người dùng kiểm tra nhanh, bên cạnh theo dõi các phần việc đã phân công cho các thành viên khác. Người dùng còn có thể theo dõi xem các nhiệm vụ mà mình được phân công thực hiện. Zalo đồng thời cung cấp công cụ thống kê dưới dạng biểu đồ theo các mức độ: chưa nhận việc, đã nhận việc, đã quá hạn, đã xong. Việc này cho phép người dùng đánh giá hiệu quả công việc một cách trực quan nhất. Ngoài ra, Zalo Todo còn có thêm một số chức năng để quản lý công việc như lọc và tìm kiếm công việc theo trạng thái, xem lịch sử công việc, xem tin nhắn liên quan.